Hôm nay mình sẽ thách thức tất cả các bạn chỉ trong một lần ấn duy nhất. Bạn nào mà chọn ra được trái Leopard thì mình sẽ tặng bạn đó một trái Leopard vĩnh viễn luôn nhá. Và bạn nào chọn được nhớ comment tên nhân vật để mình tặng quà nhá. Và đừng quên trước đó các bạn phải đăng ký kênh và like video này thì mới được nhận quà nhá. Còn giờ thì chơi thôi nào.